41 ta đã vô một hai nước dây hết anh chị ơi. Dây này thì ở dưới cổng đế cái chỗ này có bị chày sẹo đây. Chày đen miếng hồi xưa ta dặn chuyển. Vô dây hết rồi nè. Vô nước dây rất là đẹp. Hoành đây 31. Chiều cao 77. Đường kính màu 39. Y 41. Cây này 1 triệu rưỡi em bao ship. Rồi chỉ 1.500.000 em bao ship cho anh chị luôn ha. Chị nào mà mình trồng cây phôi thì sợ chết ha, mình chơi mấy cây này là mình vô chậu mình chơi luôn ha. Cái này thuần chậu hết rồi. Mã số Y42. Y42 nha anh chị. Vô dây hết, bông nè, có sẵn bông luôn. Cây này thân nó hơi nhỏ hơn mấy kia. Hoành nó 24. Hoành 24. Chiều cao 86. Tàn là 65. Tàn 65. Đường kính màu 39. Cái này cỏ chậu thôi anh chị ơi. Đường kính màu của nó 38, 39, 40 ha. Rồi mã số Y42. Cây này 1 triệu rưỡi em bao ship. 1 triệu rưỡi bao ship. Em bao ship toàn quốc nha. Y44. Cây này thì lùng lực ha. Sai lùng lực. Cái này vô mới vô nước dây à. Chị vô vài nước nữa là rất là đẹp cây ha. Cái này thì nó có bị lỗ mấy con đế nè anh chị ơi. À, đế bị lỗ ở đây nó chút có xíu. Cái lỗ lâu rồi ha. Cái đầu nè. Nhưng mà cây đã vô dây rồi anh chị, về mình chơi thôi. Mình tỉa, cắt tỉa lại. Hoành nó 32. Hoành 32. Cao là 42. Cao 42. Đường kính bầu 43. Đường kính bầu 43. Tàn 52, cái này tàn trồng đều luôn nè anh chị. Tàn 52. Y44 chỉ 1 triệu 2 thôi anh chị ơi, em bao ship luôn. Y46. Y46. Đó, cây này tàn cũng khá là đẹp mà anh chị. Vô nước dày hết rồi. À, có một đế này nó bị hư rồi, vậy cắt bỏ cho anh chị. Bẻ đi. Nó gì đó. Bỏ cho đó. Đây là sẹo lên nè, sẹo nữa này nữa. Không có gì, cái này là xưa những miếng thôi. Hoành đây à, 28. 28 hoành. Cao là 68. Dễ thủ luôn. Đường kính bầu 40. Tàn đó là 58. Rồi mã số này Y46 1.200.000. Rồi Y46 1.200.000 nè anh chị ơi. Bao ship luôn ha. Rồi tiếp theo Y49. Y49 miếng thôi, miếng mà nó kéo hết rồi, nữa nó sẽ kéo bít lại anh chị ơi. Chị nuôi tốt nó sẽ kéo bít lại hết rồi. Hoành 36. Hoành 36. Cao 85. Cao 85. Đường kính bầu 48. Đường kính bầu 48. Y49 2 triệu luôn bao ship. Y49 2 triệu bao ship nha cô chú anh chị. Nhiều bông đó anh chị. Y51 này cây này dán bay ha anh chị. Y51. Cái này em báo chị luôn chị ơi. Cái nữa khi vận chuyển đó em hơi ốp ốp dây nhôm nè, em hơi ốp ốp vô ha, em đóng ha. Ốp ốp vô đóng khung gỗ ha. Hoành đây 25. Hoành 25. Chiều dài cái thân này là 67. Chiều dài 67. Đường kính bầu 43. Đường kính bầu 43. Chỗ này rồi nó giống cũ nha anh chị. Thì kiến nó bò vô đây nè. Này chỗ này kiến cũng có nhánh cũ, nó bị lỗ cái đầu nè. Này giống vậy nè. Y51. Y51 1.200.000 bao ship. Rồi cái này chỉ 1.200.000 thôi anh chị ơi. Bao ship luôn. Rồi Y52. Cây này nhỏ cũng khá đó, khéo lắm anh chị. Cây đông trời sống khỏe bông nè. Cành không nghe anh chị. Nguyệt quế lá xoắn bông chụp. Tại vì này để kiến với bò. Thế sao? Mà rất là đẹp. Thì có cọng đế này nó bị lửa. Miếng bên này, bên trên này miếng. Đây này
em đo cái thân này, một thân lớn này thôi ha. Chạy cũ này cũng bự nè. 15 cái thân này. 15. Rồi nguyên cái cũ dưới đây nè, đế cũng chạy đều. Chiều cao 48. Đường kính đầu 36. Rồi mã số này là mã số Y52, 750 em bao ship. Mấy cái này thùng chậu hết rồi nha. Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị cái lô mai chiếu thủy kim giòn, lá kim, lá nhỏ cô chú anh chị. Loại này cực kỳ sang hoa nha cô chú anh chị. Anh chị nhìn hoa ha, hoa rất là đẹp, hoặc rất là thơm ha. Cái này em cũng báo với anh chị là cái này em bán cây phôi, mấy cái nhánh này nè. Nữa em ốp giấy vô, nó có gãy nhánh nào thì anh chị thông cảm ha. Được thì anh chị đặt hàng ha. Còn anh chị mà nói mà gãy mấy nhánh này thì anh chị không nhận hàng á, thì đừng có đặt giúp em ha. Tại cái này em báo trước cho anh chị luôn là mấy nhánh mai chiếu thủy kim giòn này em ốp giấy vô sẽ một số sẽ bị gãy ha. Tại vì mấy này nữa anh chị cắt về nó ra hoa, nó đâm chồi mới thôi chị ơi. Em để cái chồi gì để cho anh chị biết là cây đã đâm chồi sống khỏe hết rồi. Mai chiếu thủy kim giòn. Cây đầu tiên là mã số Y25. Mã số Y25. Hoành 27. Hoành 27. Chiều cao 62. Chiều cao 62. Đường kính bầu 27. Đường kính bầu 27. Y25 750 em bao ship. Y25 chỉ 750 ngàn em bao ship. Y26. Tại mấy chỉ kim giòn mấy nhánh này nè, nó giòn nó dễ gãy anh chị. Mấy nhánh nó nhỏ nè, nó ốp giấy vô thì mới gãy. Y26 700 ngàn. Này rất là dễ ra hoa của chú anh chị. Y27. Đâm chồi mới lại ra hoa. Con này xiên hoa dữ dằn lắm nha anh chị. Cây sống khỏe hết rồi, chị về yên tâm ha. Hoành chỗ này là 26. Hoành 26. Chiều cao 69. Chiều cao 69. Y27 700 ngàn. Y28. Có mấy cái đầu cắt cũ hồi xưa đó, nó có một số cây thì nó có bị mẻ hơi hơi. Chị về xử lý đẻo lại giúp em ha. Cặp lại giúp em. Hoành 29. Hoành 29. Chiều cao 24. Nè, hoa rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nó rất là thơm luôn. Y28 750. 750 ngàn. Y29. Hoành chỗ này là 30. Hoành 30. Chiều cao 52. Y29 850. Y31 cái này lùng lực nha chị. Đó, lùng lực ha. Cây này rất là già cây nha chị. Nói chung là lá kim mà cây bé lớn cũng cả chục năm mà. Hoành 27. Chiều cao 20. Y31 600 ngàn. Y31 chỉ 600 ngàn thôi. Y32. Y32. Hoành 29. Chiều cao 34. Y32 750. Y32 750. Y34. Hoành 33. Chiều cao 55. Y34 900 ngàn. Y35. Như cái đầu này nó cũng bị mẻ miếng nè anh chị. Không sao ha, mạch sống là chị về cắt lại. Đó, em muốn cắt đây mình cắt. Hoành 30. Chiều cao 37. Y35 750. Cái biên giới đóng cửa anh chị nên không có nhập hàng được ha. Giờ mới về ha anh chị. Loại kích rễ Trung Quốc này nói chung là anh em đã xài rồi thì đã biết ha, cực kỳ im nha anh chị. Nó rất là im ha, kích rễ cực mạnh ha. Một gói này là nửa ký 500 gram,
đó, em xin giao lưu với anh chị là 200.000 em bao ship tặng nhà cho mình. Rồi về liều lượng á, thì là một muỗng cà phê đầy á, mình pha với 5 lít nước, hoặc một gói này nè mình pha với 300 lít nước ha, do đó mình sử dụng được rất là nhiều nha anh chị. Còn sử dụng các loại cây á, này là loại kích rễ này sử dụng được tất cả các loại cây trồng nha anh chị, như là mai vàng, nguyệt quế, linh sam hay tất cả các loại cây trồng đó. Cây phôi á thì mình liều lượng mình tưới đó là một tuần mình tưới 2 lần. Những cây nào mà sống khỏe thì anh chị muốn cho nó cây nó phát triển mạnh và đều á thì từng mình tưới 1 lần. Mà những cây phôi mới bứng á đó, hoặc là những cây di dời á, anh chị tưới 1 tuần 2 lần ha. Một muỗng cà phê đầy với 5 lít nước nha anh chị đó, lâu lắm mới được về mới hàng nha anh chị, được về có mấy chục gói thôi, anh chị nào nhanh tay thì còn ha anh chị. Đó là 200.000 một gói 500g này ha. Anh chị mua cây thì nhớ sử dụng kích rễ anh chị ơi. Nói chung là mình mua cây khi tiền chịu, mà có gói kích rễ này mình xài cả năm trời mới hết nha anh chị. Rồi tiếp theo là em giới thiệu anh chị cái loại kéo cắt. Đó, hai cái loại kéo cắt ha. Hàng này hàng công nghệ của Nhật Bản. Hàng là em bán là 120.000 một cây, em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, hàng thì em bao bán, anh chị cứ mở ra. Nếu mà không bán thì cứ trả lại cho em ha. Bao bán luôn, em cắt thử cho anh chị coi nè ha. Nó rất là ngọt luôn anh chị ơi. Nè, cái cây bành kia bằng gần bằng tay cái em nè. Đó. Nè. Mướt rượt luôn. Giá chỉ có 120.000 mà bao ship. Nó thật sự là hàng này rất là rẻ. Em đã xài mấy cây rồi, xài cả mấy năm trời luôn mà không có lục. Ít rất là lục ha. Nè, chị coi mặt cắt nè, rất là ngọt luôn á. Đó. Nè, đó. Đó. Chị xem ha, ngọt ngơ luôn, nhẹ nhàng luôn. Đó. Là có hai màu, một màu đỏ, màu trắng với một màu đen. Đó, anh chị thích chọn cây nào thì em gửi cây đó, chỉ 120.000 em bao ship luôn. Đó, em bao bán cho anh chị luôn ha. Rồi tiếp theo là cái kéo tỉa nha anh chị. Kéo tỉa này hàng kéo Nhật nha. Bao sắc bén cho anh chị luôn ha. Đó. Này là loại kéo tỉa suông. Đó, này kéo tỉa dạng kéo tỉa bầu. Thì đồng giá là 150.000, 180.000 một cây em bao ship ha. Em bao sắc bén cho anh chị luôn. Đó, lấy cái thử cho anh chị xem hàng mới ha. Đây. Bao sắc bén anh chị. Osaka ha. Được nha anh chị. Đó, bao sắc bén ha, 180.000 một cây thôi anh chị ơi. Rất là mướt nè. Này có loại, hai loại kéo tỉa nha anh chị. Đó. Cây rất là đẹp. Rồi tiếp theo là hàng mới về, hàng cạp nha anh chị. Có hai loại cặp, cặp tròn và cặp xéo. Đó, anh chị muốn chọn cái nào chọn ha. Cặp thì một cây là 350.000. Đó, em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Cũng có hàng của Nhật nha anh chị. Đó, mới nhập về được mớ cây thôi chị ơi, bao sắc bén luôn. Nè. Anh chị xem nè ha. Lưỡi nè. Bao sắc bén luôn nha anh chị. Đó, anh chị dày cạp ha. Rất là ok luôn anh chị ơi. Nè, nó có chữ in chìm dưới này luôn cho mình luôn ha. 350.000 một cây kiềm cạp nha anh chị. Anh chị muốn lấy cạp tròn hoặc cạp xéo đều được ha. Rất là đẹp anh chị ơi. Rồi anh chị nào cần thì cứ liên hệ với em anh chị. Rồi tiếp theo là em xin giới thiệu với anh chị là cái loại cưa này, gọi là cưa lách cán gỗ. Đó. Hàng cũng công nghệ của Nhật Bản. Bao bén, anh chị về mở ra được thử cưa, không bén trả lại em ha. Đó. Cây cưa như thế này. Đó, em giao lưu với anh chị là chỉ có 70.000. Đó, 70.000 nha. Mà loại cưa này thì em bán hai cái trở lên em mới ship, hoặc là anh chị mua cùng một cây kéo hay là một gói kích rễ hoặc là một cái cây nào đó thì em sẽ ship cùng với anh chị. Chứ một cây thì em ship không được nha anh chị. Nói chung là một cây là ship là lỗ tiền ship luôn nha anh chị. Có nghĩa là chị mua hai cây trở lên thì em bao ship. Một cây là 70.000. Đó, em bao ship cho mình. Nè, em cưa thử cây mai cho anh chị xem ha. Rất là em bao bán luôn ha. Nè đây. Anh chị không biết anh chị có nhìn thấy rõ không ha. Đó, nè. Bao bán luôn.
nhỏ xưa lách nha anh chị. Đó là những cái lách nhỏ, anh chị coi nè, cái mặt cắt nè. Đó, mướt rượt luôn. Mặt cắt rất là mướt nè. Rất là phẳng luôn á anh chị. Đây cây mai nè. Đó, mặt cắt rất là phẳng luôn. Ha. Đây. Cưa lách. Rất là bén nha anh chị. Chiều dài của cái lưỡi cưa ha. Bằng khoảng 23 xanh anh chị ơi. Nè, 23 xanh. Em ha. Mà tới cái cán luôn chắc cỡ 30 cm. Ừ, tính cái cán luôn là cỡ 30 cm. Còn cái lưỡi không là khoảng 25 cm nha anh chị. Đó, 23 cm. Đó. Nè anh chị nhìn cái lưỡi cưa nhìn gần lại. Cực kỳ bén luôn ha. Nhỏ bén dữ dằn ha. Em bao hàng với chị luôn ha. Đó, cưa lách là những cái đầu nhọn nè. Những cái chỗ mà anh chị mà cưa lớn đó, mình bỏ vô mình cưa không được á, mình sử dụng cưa này. Đó. Mà cưa cành bự được bình thường thôi nha anh chị. Rất là bén ha. Chỉ có 70.000 ha, bao ship luôn nha anh chị. 70.000 mà anh mua chị hai cây mới bao ship ha. Một cây em không bao ship nha anh chị, hoặc là mua cùng với một cây cưa cây kéo nào đó, hoặc một gói kích rễ ha. Rồi hôm nay em về đụng số hàng vậy, cũng cảm ơn anh chị thời gian qua ủng hộ em rất nhiều ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh chị clip sau nha.